Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại là phó giám đốc của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Công ty chúng tôi gồm hai người, đó là tôi và anh Thủy. Hai anh em trong bộ phận khảo sát thiết kế. Hôm nay chúng tôi xuống gặp cô Hồng tại khu vực thành phố Việt Trì, Phú Thọ để khảo sát thiết kế cho cô và gia đình một ngôi nhà 3 tầng làm tại đây. Thì mời mọi người cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình làm việc của chúng tôi tại khuôn viên khu đất nhà cô, về tất cả các cái yếu tố dưới khuôn viên khu đất và nắm được cái yêu cầu ý tưởng của cô để lên cho cô cái phương án cho nó phù hợp nhé. Thì mời mọi người cùng theo dõi các cái yếu tố và cùng ngắm nhìn flycam từ trên cao để xem mảnh đất nhà cô như thế nào và xem cái khu vực quanh mình sinh sống, xem tình hình dân cư, xem họ phát triển và xây dựng nhà như thế nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Đây là cái hiện trạng của nhà cô Hồng ở Việt Trì, Phú Thọ nhé. Đây là cái khu đất của cô đã ấy hàng rào này. Đây là cái tủ điện, sau này sẽ cấp điện vào nhà cô này, đi ngầm nhá. Đây là cái đường trước nhà này. Đấy, thì đây là cô định xây nhá, vườn 2 tầng, máy thái ở đây. Đấy, thì điện nước là đều trước cửa nhà các bạn nhá. Đấy, thì mọi người lên cho cô cái phương án nhé. Cô là người rất là sành sỏi về xây dựng nên anh em kiến trúc cố gắng làm hài lòng cô nhé. Và trong đây là cái phần đất hiện trạng nhà cô Hồng tại khu vực thành phố Việt Trì. Ở đây cô dự kiến xây dựng một ngôi nhà biệt thự 3 tầng tại đây. Với cái hướng chính là 328 độ Tây Bắc, nhà vệ sinh thì làm chừa ra khu vực phía bên này nhé. Đất ở đây nhà cô là khu vực đất ruộng sau ép cọc thôi. Đằng sau thì có cái rãnh thoát nước 1 mét này. Tầng 1 thì không đua nhưng tầng 2 thì có thể đua ra tùy, nhưng mà chỉ đua 35 phân thôi. Còn cấp điện, cấp nước, thoát nước ở khu vực phía đằng trước hết nhé. Trước là đường rất là to. Thì mời các bạn cùng đón chờ sản phẩm mà công ty chúng tôi thiết kế cho ra cho cô tại đây nhé.